Chào bác. Chào bà. Dạ vâng. Đến chưa? Anh đi nhẹ chân thôi. Cháu chào ông ạ. Chào ông. Ông ơi, cháu cảm ơn ông vì những việc ông đã giúp. Thưa ông, đây là em của cháu ạ. Cháu cho em, cháu chọn một quân cờ bất kỳ. Đây ạ. Lôi trạch quy muội, trình hùng vô lợi. Cháu không hiểu. Cháu sẽ gặp một người mà cháu muốn gặp. Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tâm gieo liễu, liễu xanh bao thuốc. Chờ em nhé. Chào bác ạ. Cô Thảo đấy à? Tưởng ông nào ở trên bộ xuống. Vội quá, đổ mất bát rượu. Cháu xin lỗi. Bác ơi, hôm nay cháu đưa chồng và con cháu đến đây thăm thầy Thắng. À. Chúng cháu vừa bên kia về. Cháu biếu bác ạ. Bác xin, cháu gặp thầy Thắng là phải. Bác chờ được không? Đã được rồi. Có bài không? Mời vào. Mời mọi người vào nhà. Thưa thầy, sang tuần chúng em lại về bên kia. Hôm nay em biết thầy được nghỉ, nên em đưa chồng và con em đến đây để tạ ơn thầy ạ. Kìa anh. Xin cảm ơn làm tốt của thầy giáo. Có gì đâu. Nhờ ơn thầy, chúng em mới có được ngày hôm nay. Thằng bé ngủ rồi à? Dạ vâng. Thầy biết không, cái Huyền kia kìa, con bé dứt khoát không tin chuyện thầy đã cứu em. Chúng em chúc thầy ấm áp.
Anh, lấy rượu đi. Mời thầy giáo. Các bạn cứ... Em xin. Chúc mừng. Chúc sức khỏe. Viên ơi. Em nghe chị em nói rằng thầy là người từ trên trời rơi xuống, có đúng vậy không? Thưa thầy. Kê khai đăng ký theo chỉ thị 08. Theo đó, thanh tra thành phố, thanh tra các sở chuyên ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện sẽ ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra các dự án nhà ở không kê khai đăng ký. Nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành. Thông báo nhặt được của rơi. Tôi là Dương Thắng, giáo viên dạy toán. Ngày 9 tháng 11, khi đi qua ngã tư có cây bàng, tôi đã nhặt được gói tiền. Ai mất, xin liên hệ tại địa chỉ dãy nhà D6, phòng số 3, Đại học Hà Nội. Tôi là Dương Thắng, giáo viên dạy toán. Ngày 9 tháng 11, khi đi qua ngã tư có cây bàng, tôi đã nhặt được gói tiền. Ai mất, xin liên hệ tại địa chỉ dãy nhà D6, phòng số 3, Đại học Hà Nội. Tôi có phải làm chồng cô không? Thầy ơi, em chỉ biết nhờ thầy. Chỉ có thầy mới cứu được em. Này, hai anh chị kia, lên đây. Ai là bố đứa bé trong bụng cô Thảo? Vâng, tôi xin nhận. Tôi đã làm. Có im mồm gì không? Mời các anh chị ngồi xuống. Hôm nay, theo yêu cầu của lớp, tôi sẽ có một buổi ôn tập, vì ngày kia chúng ta sẽ thi qua môn. Tôi sẽ cố gắng rút gọn tất cả các vấn đề thành 15 câu. Ôi trời ơi, thầy ơi, thầy ơi, xin thầy cho trọng tâm vào một câu thôi ạ. Vâng, một câu thôi ạ. Tất nhiên là có trọng tâm, nhưng thi cử là thi cử. Mày nhìn gì mà cứ như nuốt chửng người ta thế? Kệ tao, tao yêu thầy đấy. Sao đến muộn thế? Em hạnh diện thế. Tôi rất vui khi được hướng dẫn ở lớp tại chức này. Một lớp rất đoàn kết, rất yêu thương nhau. Khi chấm bài kiểm tra thì có 8 cặp bài, từng đôi một giống hệt nhau. Ví dụ như cặp bài của anh Trần Văn Thưởng và chị Ngô Thị Ngọc. Thưa thầy, hôm nay là buổi cuối cùng của môn học thầy dạy chúng em. Một ngày thật là đặc biệt, bởi vì cả lớp chúng em đều rất quý mến thầy ạ. Vì vậy chiều mai, chúng em có nhã ý tổ chức một cuộc liên hoan trước khi thi. Và thầy sẽ là người duy nhất mà chúng em mời và sẽ mời cho bằng được. Ngoan nhá. Nhớ, lấy cho cô cái váy. Vâng ạ. Em thấy thầy Thắng thế nào? Là thần tượng của những người đàn bà kiểu thông như báo. Chị. Tôi là Dương Thắng, giáo viên dạy toán. Ngày 9 tháng 11, khi đi qua ngã tư có cây bàng, tôi đã nhặt được gói tiền. Ai mất, xin liên hệ tại địa chỉ dãy nhà D6, phòng số 3, Đại học Hà Nội. Ngã tư có cây bàng nào nhỉ? À. Em sao thế? Không sao đâu.
Mai chị đi rồi, chị muốn nhờ em một việc. Cái bà Tô này, em sẽ chăm sóc thầy Thắng của chị theo kiểu đặc biệt nhất của bọn con gái bây giờ, được chưa? Huyền này, không hiểu sao chị bỗng lại nhớ tới lời ông cụ hôm nọ. Con chào bố. Mẹ về chưa con? Mẹ đi chùa chắc tối mới về. Ông đưa cháu ạ. Chú đã về ạ. Cháu ông đi. Cháu ông ngoan nhỉ. Hai chị em nấu gì mà thơm thế? Con tự làm bếp đãi vợ chồng chị Thảo. Bố xem có hơn mẹ con không? Bố để biết tài của con rồi. Bố, cô có điện thoại ạ. Alo. Dạ vâng, anh đang ở đâu? Thế em bảo cái nhỡ ra mở cổng. Phải tự em ra mở á? Thế em không mở thì sao? Cứ chờ đấy. Em không ra là anh chờ đến mai đấy. Mẹ, mày gọi mày là gì nhỉ? Có phải là của rời không? Đúng thế đấy ông ạ. Ai gọi điện đấy Huyền? Dạ anh Dương, anh ấy chỉ giúp con tìm việc mà bắt con phải ra mở cổng. 6 tháng con chuyển 4 công ty, bố khen cho con gái bố đấy. Anh Dương là học trò cưng của bố, ra mở cửa cho nhé. Mời chú ạ. Cô ơi, chìa khóa ạ. Em đưa bản dự án này cho bố, anh đang vội. Anh tự đưa thì tốt hơn. Tôi xin lỗi. Tao mà sợ vợ. Quên đi. Thầy giáo. Thầy cứ vào tự nhiên ạ. Xin lỗi. Thầy ơi, em mời thầy. Hôm nay thầy phải say với em. Em rất hạnh phúc vì vợ và con em. Chúng nó đi nghỉ mát ở Nha Trang để trốn rét trọn một tuần. Bây giờ em là bà chủ. Không uống được, anh cứ cố làm gì. Anh không quen uống rượu. Vào buổi sáng thế này. Để em xuống bếp nấu cho anh bát biến nhé. Không, anh không ăn đâu. Hạnh. Thôi em về đây, em còn phải đi đón thằng Hưng. Thầy ơi, thầy. Thầy ơi. Chúng em không dám giữ thầy. Gọi là một chút lòng thơm thảo của bọn em, mong thầy nhận không, cho. Tôi không nhận đâu. Thầy Thắng đang nghe này. Tôi đã đến đây uống rượu rồi. Mọi người ơi, thầy Thắng đòi về này. Thầy kìa, thầy không về đâu. Thầy mà về thì thầy phải bước qua xác em. Thầy đấy nhá. Lại một chút nữa đã. À, em bắt được thầy rồi nhá. Cô dì ơi, xin phép chụp cho hỏi đấy ạ. Xin lỗi. Anh làm ơn cho tôi hỏi, anh có phải tên là Dương Thắng không ạ? Vâng. Ấy ấy, tôi có tí việc phiền đến anh. Con dại cái mang, cháu hơi bị thông cảm. Chắc nó lại bị điểm 2, điểm 3 chứ gì. Dạ không, vâng. Tôi muốn nói chuyện khác. Hôm mùng 9 tháng 11 tôi có đánh rơi tiền. Thưa bác, cái gì ạ? Tôi đánh rơi một bọc tiền. Tôi đánh rơi tiền. Vâng, cái bọc tiền của tôi nó hình vuông thế này anh ạ. Bác sơ suất quá. Vâng, phiền anh cho tôi xin lại.
Nhưng ai nói với bác là cháu nhặt được? Tôi xem tivi mà anh. Ngày nào tôi cũng xem tivi 10 tiếng. Tôi thuộc lòng cả một tin buồn. Nhưng mà cháu không nhặt được. Kìa, thôi mà anh. Đó là tiền tôi tiết kiệm. Tôi là kế toán ngân hàng, tôi dành dụm mãi mới được. Tôi nhiều tiền như thế là vì 9 năm liền trước khi về hưu tôi đều là lao động tiên tiến cả. Nói thật với anh, bát phở bò cuối cùng tôi ăn cách đây đã 3 năm. Cháu không nhặt được, bác không tin cháu à? Chúng tôi không tin vào thế hệ các anh thì tin ai? Thế chúng cháu tin ai? Mặc kệ các anh. Thế nhưng nói chung, anh nên tin tôi. Những người đánh rơi tiền luôn là những người nói thật. Có lẽ cháu nhặt được cái ví bằng giả da. Hả? Thế nhưng... Đúng, quy hóa quá, đúng là của tôi rồi. Chỉ có những người vừa trung thực, vừa cẩn thận như chúng tôi mới dùng cái loại ví giả đó. Có một cụ trông đẹp lão, còn già hơn cả bác, đến hỏi cháu để xin lại. Cháu đã trả cho người ta rồi. Ơ, sao anh lại đưa cho người ta? Bác tính cháu đăng tin lên vô tuyến, thì ai đến là cháu đưa. Anh kinh người quá. Thiên hạ có lắm người tuy trọng tuổi nhưng không đứng đắn chút nào. Hay là tôi đánh cho chỗ khác rồi. Vâng. Anh xin lỗi, hình như em đến sớm. Em thích thế. Chúc em một buổi sáng tốt lành và xin tặng em những bông hoa đầu mùa từ đáy sâu tấm lòng này. Hoa hồng Đà Lạt bây giờ có quanh năm ở Hà Nội. Còn anh nói đến mùa thì tàn mùa rồi. Em sao thế? Anh dùng gì à? Vâng. Em sao thế? Anh Dương này, anh có thể từ bỏ dự án anh đang làm với bố em được không? Anh đọc bài này rồi. Bài báo nói đúng. Công ty của anh là công ty tư nhân, không đủ năng lực để xây dựng dự án này. Em quan tâm tới công việc của bọn anh làm gì? Alo, anh Dương đây. Em đã mời những người tham gia dự án đến họp chưa? Tôi hả? Anh sẽ có mặt ở công ty sau 30 phút nữa. Đau! Bỏ tay ra! Em chào thầy. Vâng, chào cô. Chắc thầy chẳng nhận ra em đâu. Một lần em có đến nhà thầy với chị Thảo. Vâng. Chào cô Dung. Em là Huyền. Vâng. Em có thể mời thầy vào quán ngồi nói chuyện được không ạ? Em chào thầy. Ê,
Em uống nước cam. Còn em mời thầy uống rượu. Vâng. Chị Thảo, em vừa bay sáng nay ạ. Anh chị ấy nhờ em truyền lời hỏi thăm tới thầy. Dạ vâng. Huyền là thế nào với Thảo nhỉ? Mẹ em là em ruột mẹ chị Thảo. Thảo nào, Huyền và Thảo không giống nhau lắm. Bố em bảo em chẳng giống ai. Chú ơi, đánh giày chú. Đánh đi chú. Đi chỗ khác, đang nói chuyện. Tại sao sinh viên của thầy lại gọi thầy là Thắng kỳ dị? Cả bác sĩ như bị mất máy. Ông thua rồi. Tại sao thầy có nhà ngoài phố mà lại sống độc thân ở trong trường? Những sinh viên hay hỏi tại sao thì 100% phải thi lại môn triết, đúng không nào? Mày đi đâu mà bọn tao kiếm muốn chết luôn? Có mấy nhân viên của tao vừa mới tu nghiệp ở nước ngoài về. Thế à? Nhưng mà tao đói quá. Có gì ăn được không? Cơm tây hay cơm ta? Gì cũng được. Để tao gọi 2 suất cơm nấu. Có con bé tao mới quen mở hàng, lạng lắm. Ăn cơm mà nghĩ tới tay người nấu, cứ nôn nao hết cả người. Không nghiên cứu khoa học được. Bọn tao tìm cấp mày chính vì bản dự án này đấy. Phần 3 và phần 4 cần tới trình độ của mày. Alo, quán cơm bình dân Cao Lâu Mỹ Lan đấy hả? Nhưng ai nói với bác thế ạ? Dạ, chị em chúng tôi xem tivi ạ. Thấy mẩu tin bác ra trên đài hôm nọ. Mừng quá. Chị em chúng tôi nhiều lần đến xin lại, nhưng bác không có nhà. Vâng, đúng thế đấy ạ. Bác mở cửa đi. Kìa bác, để tôi dắt xe cho. Kìa bác, mở cửa đi. Nhà bác ăn ở giản dị quá nhỉ? Vâng. Những người thật thà thì chẳng bao giờ giàu có được. Bác ăn ở thế này mà nhặt được tiền rơi vẫn trả lại. Còn cái bác sau này tha hồ mà thừa lộc của bác. Thế gói tiền của bác nó thế nào? À, gói tiền ấy là chiếc túi vải may từ áo cà sa của sư ông chùa Hương. Lạy trời lạy Phật, đúng là tiền nhà chùa, chẳng rơi vãi đi đâu được. Thế nhưng hôm nọ đã có một cụ ông đến nhận lại rồi. Ấy chết, chết. Bác đừng có đưa. Ông ta nhận nhằng đấy. Người ta nhận vớ nhận vật đấy. Người ta nói là của người ta thì phải trả chứ ạ. Thế nhà ông cụ ấy ở đâu? Dạ, cháu cũng không kịp hỏi. Cái gì? Anh tưởng chúng tôi là trẻ con, là nhà quê à? Làm gì có chuyện được học hành như anh lại sơ sẩy như vậy. Vâng. Vâng vâng, cái gì? Anh định nuốt trôi của người ta đi à? Này, đây là tiền quyên góp công đức nhá, chứ không phải tiền trời ơi đất hỡi đâu. Khổ quá. Cháu xin thề với hai bác là cháu không nhặt được bất cứ thứ gì cả. Lại còn dám thế à? Ban nãy nói mà đằng, bây giờ lại nói mà nẻo. Này, anh có dám thề độc trước bàn thờ mẫu không? Dám không? Đi, đi lên phủ. Đi ngay, lên phủ. Này, quỳ xuống. Nói đi. Thưa, tôi là Dương Thắng. Tôi xin thề là từ bé đến giờ tôi chưa nhặt được bất cứ thứ gì. Nếu nói sai, xin cứ cắt lưỡi tôi đi. Anh thầy giáo ơi. Anh thầy giáo ơi.
anh vào khóa cho bọn cô. Anh Giáo ơi, anh thề độc quá là bọn tôi sợ. Nếu anh không nhặt được thì cho bọn cô xin lỗi. Vâng. Này, bọn cô chẳng có gì, có ít tiền cháu cầm lấy mà uống rượu. Bọn cô ân hận lắm vì đã nghi oan cho cháu. Này, cầm lấy. Thôi cô ạ. Bây giờ bọn cô phải đi quyên góp để dạy lại cho nhà chùa. Cháu cầm lấy đi. Cái này cô ạ, cháu cũng còn một ít tiền, cô cho phép cháu góp vào chỗ tiền mất của nhà chùa nhé. Anh Giáo tốt bụng quá. Cô gọi cháu á, cháu đang làm quần áo cho bà đi lễ chùa dâu ạ. Nhớ. Dạ. Lấy chai rượu và cái ly. Cái gì cơ ạ? Chai rượu. Nhưng ông có những mấy chai cơ ạ? Chai, chai nào cũng được. Vâng ạ. Không hiểu tại sao cái của nợ này mà lại có người thích cơ chứ. Những vấn đề tôi đang trình bày liên quan tới 7 tai biến của Ronitom. Tuy nhiên, trong phần nghiên cứu của tôi, về cơ bản nằm ở các điểm kỳ dị tại vô hạn. Xin lỗi các quý vị, đã hết thời gian của buổi sáng. Tôi buộc phải chuyển phần thuyết trình này sang buổi chiều. Còn những vấn đề liên quan... Tôi phản đối. Không được. Hãy còn thời gian. Vẫn còn giờ, cứ để cho... Nhân đây với cương vị chủ tịch, tôi xin phép được nhắc lại, chúng ta không nên đi quá xa chủ đề. Lý thuyết kỳ dị của toán không phải là chỗ để chứa chấp những tư tưởng lầm lạc của triết học. Toán học hay hành chính học? Đúng quá đi. Mỗi một ngày. Thắng. Thắng. Chúc mừng em. Thầy, cậu ta đây. Xin chào và xin chúc mừng. Nói cho cùng, tài năng phần lớn lại nằm ở các điểm kỳ dị. Dạ, vâng ạ. Thắng hả? Dạ, cậu khá lắm. Em chào thầy ạ. Em là người có tài và dũng cảm. Bác ký ở chỗ này cho cháu. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng em. Cảm ơn thầy ạ. Anh lại quên cài cúc quần rồi đấy. Thôi chết. Félicitations. Merci. Cậu Thắng, tôi không nghĩ cậu dám quay lại đây. Thầy có thể đuổi em khỏi viện nghiên cứu, nhưng không thể đuổi em ra khỏi toán học được đâu. Cậu nhầm đường rồi. Tôi muốn cậu trình bày hội thảo toán khác, có lợi cho cậu hơn. Bác ạ, làm ơn cho cháu hỏi dãy nhà D6. Anh là hỏi thăm nhà thầy giáo Thắng hay không? Đúng đấy ạ. Anh hỏi có việc gì? Dạ, mời bác hút điếu thuốc. À, vâng. Có chút việc riêng thôi ạ. Anh tên là gì? Mà tôi nói thật nhá, anh là người thứ 17 hỏi tôi rồi đấy. Còn ai tự động vào thì tôi không biết.
Cháu là người đánh rơi mà thật đấy. Mà thời buổi bây giờ người khôn của khó, không có ai để rơi đâu. Không đánh rơi thì đến đây xin lại làm gì? Anh tên là gì? Bác cứ để cháu hỏi vợ cháu đã. Một người như cậu, vừa dạy học, vừa nghiên cứu khoa học, lại để cho mọi người xì xào. Thưa chú, xì xào gì cơ ạ? Rằng đủ loại người đến tìm cậu. Cậu nợ nần, vay mượn của những ai? Sao không bảo tôi? Hả? Chết. Hôm nay giờ thì thắng kỳ dị. Kỳ dị vô hạn đấy. Ok. Không bị điểm danh rồi. Trốn đi. Chúng đi đâu rồi? Đừng ăn gian. Chắc là đi tiếp thị thuốc lá. Cháu phụ đang họp. Vì giờ này nhà thầy Thắng rất đông khách khứa. Họ đến đòi nợ đấy. Có chuyện gì thế? Thầy Thắng bị công an theo dõi. Các bạn, thầy à, thầy giáo. Tôi xin lỗi vì đến chậm. Thưa thầy, em bị mất cặp sách, trong cặp có rất nhiều tiền. Anh làm ơn cho tôi hỏi một chút. Cứ nói. Thế là lại phải đếm lại từ đầu. Anh kiểm tra hộ tin đài phát hôm 9 tháng 11 về việc có người nhặt được bọc tiền. Ai đăng ký đấy ạ? Người nhặt được đăng ký chứ còn ai. Nhưng tôi muốn hỏi họ tên là gì ạ? Để làm gì? Để biết thôi ạ. Ngồi xuống. Đang bận mà cứ... Chuyển hộ cái băng này lên ban chương trình nhá. Nào, để xem. Lấy bút ghi vào. Ngày 9 tháng 11. Trần Linh Thu Huyền. Chứng minh nhân dân số... Qua cơ quan bố tìm anh. Mọi người nói anh sẽ về đây. Anh biết. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Em ngồi xuống đi. Em mới biết thêm là bản dự án đang gặp rất nhiều vấn đề. Anh đã có chuyên gia giỏi viết lại. Em không muốn. Những chuyện bẩn thỉu ấy, bố em phải dính tay vào. Anh có hiểu không? Em tuyệt đối tin vào bố. Và không cải tạo được cả thế giới này. Tất nhiên.
Anh hủy những tấm ảnh chụp chung ở trong đĩa kia đi. Dạo này em khác quá. Anh có từ bỏ bản dự án đó không? Không bao giờ. Nóng quá. Em điên à? Hết rồi. Xin lỗi. Dạ xin lỗi. Em chào thầy. Vâng. Thầy cũng đến đây à? Thầy cũng đến đây à? Ở đây tôi có người bạn. Thầy đi đi. Thầy cầm lấy. Họ đang chờ thầy đấy. Cháu. Vâng ạ. Cô Phượng vẫn đến nấu cơm cho ông. Hôm nay rằm chạp chắc cô ấy lại đi chợ. Có khi mấy hôm nữa cháu lại về đây ăn cơm với ông và cô. Hôm nọ cô Phượng có nấu ít cháo cá mang vào trường, nhưng cháu lại không có ở nhà. Cô Phượng có nói với ông, hình như cháu gặp chuyện gì. Phải vậy không cháu? Đưa tay ông xem. Âm mạch trì trọng quá. Cháu có gặp phụ nữ nào không? Gia thất là một trong ba đại sự. Cháu lại là đích tôn. Đừng có bê trễ quá. Cháu có muốn xin bố cháu một quẻ không? Cháu chẳng biết xin gì ông ạ. Cháu cứ thành tâm nghĩ đến những điều cháu phải nghĩ. Đồng ngửa ông ạ. Sơ lục hào âm tính. Vẫn vậy ông ạ. Lục nhị hào âm tính.
2 đồng ngửa ông ạ. Ba đồng đều ngửa. Cháu được khỏe, Sơn Điện Bắc. Khỏe này tiểu nhân đắc chí hoành hành. Quân tử nên chờ thời, chớ nên hành động. Âm thịnh dương suy, tiểu nhân tàn hại quân tử. Khỏe này ứng với lời lão tử khuyên: đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại xảo nhược chuyết. Nghĩa là phải tạm giấu cái trí, cái dũng, cái khéo của mình để được yên thân. Cháu là người có tài, nên lưu ý. Thằng ơi, con chờ mẹ đây nhé. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Dạ. Chào ông ạ. Thưa cụ. Chào cô ạ. Cụ là người cuối cùng bỏ lá phiếu bầu Hội đồng Nhân dân phường bổ sung ạ. Phiếu bầu đây ạ. À dạ vâng, xin ạ. Vâng, cảm ơn. Cái gạch người ở trên hay người ở dưới hả? Dạ, ai có tài hơn thì bầu ông à. Hàng xóm nói đã hơn 20 năm nay ông không ra khỏi nhà, có đúng không ạ? Vâng, người xưa dạy, gặp thời đánh cờ với thiên hạ, thất thế đánh cờ một mình, đúng không cháu? Giáo sư Thắng, rượu trắng lạc luộc rau bí sao. Anh ở đâu rồi? Ờ. À.
Bạn cứ thắng, thêm hai chén, hai bát, hai đũa. Chào mày, lại ngồi một mình à? Chú ơi, chú đánh dây nhá. Không. Anh Thạch là phó tổng giám đốc. Chào anh. Thắng là chuyên gia lý thuyết có tiếng về chuyên ngành của anh. Anh Thắng hay uống rượu? Tôi không làm phiền ai cả. Nào, chúng ta uống mừng văn miếu được tu bổ lại. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Rượu ngọt quá. À, anh Thắng quê đâu nhỉ? Bố tôi là người Hà Nội. À, nhưng tôi sinh ra ở nơi sơ tán. Mày ăn mặc phong phanh quá. Chủ quán này, có rượu mật gấu không? Tôi phiền ông chạy sang hàng phở bên cạnh, gọi cho nửa con gà luộc với đĩa chảng trứng non. Nhanh lên. Được. Ê, như đã nói trước với mày, anh Thạch làm quản lý nên công việc bề bộn, không còn thời gian cho việc viết luận án cao học. Anh Thạch sẽ cung cấp toàn bộ số liệu, còn mày sẽ phải viết 85 trang in vi tính. Mọi việc hành chính ở giữa là của tao. Có ăn thêm móc lợn không? Mày chửi bọn tao đấy à? Anh làm hỏng mất mấy đường cong điên rồ của nó. Tôi nghe nói thầy Thắng ở trường đại học nổi tiếng là người đàng hoàng. Vâng. Người ta còn đồn rằng năm nào tôi cũng được tặng bằng khen về sinh đẻ có kế hoạch. Mày tưởng là hay lắm đấy à? Mày đã nhận lời rồi cơ mà. Những thằng lừng khừng như mày không biết bao giờ mới khá lên được. Thế ai đã tìm ra mô hình mới của bản dự án? Tao xin lỗi vì quá lời. Chúng ta đều là những người lịch sự và hiểu nhau. Cho tao mượn một xe máy trong 2 ngày. Đàn cho tao. Để tao đi mẹ. Đàn tao. Bàn chú Đức Tôn Ngộ Không bắt đầu hát bài Zoneno. Khăn mặt nước đóng xô trầu xỉ than tổ ông. Bên cạnh bị vỡ hô xí đấy. Đây có phải là nhà cô Trần Linh Thu Huyền không? Cô cháu và ông bà đi vắng rồi ạ. Thế Trần Linh Thu Huyền là cô của cháu à? Vâng ạ. Chú tên là gì? Nhà chú ở đâu? Để tí nữa cô cháu về cháu nói lại ạ. Chú sẽ quay lại sau. Thế cũng được. Cô cháu hay về muộn lắm. Mai chú quay lại được không ạ? Đi được cái kiểu gì thế hả? Đi với chả đứng, đi kiểu gì thế hả? Mắt mũi ông để đi đâu? Đi thôi anh, trò chết. Đây ạ. Mãi nhìn cái đi cho lắm thế mà. Này chết. Đi mắt để đâu? Làm gì mà mắng người ta ghê thế? Hạnh ơi, Hạnh.
Chào em. Anh vào nhà đi. Em ở nhà một mình à? Hôm nay thằng Hưng ngủ ở bên nhà nội. Anh vào đi không lạnh. Chiếc xe bị khóa càng rồi. Cứ tối đến là em lại phải buông màn. Muỗi ở khu em nhiều lắm. Em nấu mì cho anh ăn nhé. Anh không muốn ăn. Hay anh uống một chút rượu chớm bụng vậy. Ngoài lớp tại trước của bọn em ra, anh có dạy thêm ở đâu nữa không? Không. Nhà nước có đánh thuế thì anh vẫn làm toán. Nhưng lâu nay anh cảm thấy anh vô tích sự. Anh về đây. Anh sao thế? Anh có sao đâu. Hôm nọ mẹ em kể, đôi lúc gặp anh đi ở ngoài đường, cụ nói bao nhiêu năm rồi mà lúc nào anh cũng thế, ngơ ngơ ngắc ngắc. Cụ ấy nói đúng. Em mới bảo, thế còn con thì sao? Mẹ em khóc, nói rằng làm sao mà biết bố thằng Hưng làm ăn đến mức vỡ nợ, đi tù tới 10 năm. Anh ơi! Anh! Hạnh! Chờ anh đã! Chờ anh đã nào! Anh về đi! Không mọi người nhìn thấy lại phiền cho em. Nhưng anh không hiểu. Anh còn không hiểu nhiều điều lắm. Thầy dạy đuổi anh ra khỏi viện nghiên cứu. Anh cũng đến nói với em là anh không hiểu gì cả. Toán là khí rời, chẳng phải của riêng ai. Rồi đến một ngày nào đó, em và mẹ em sẽ hiểu. Anh xem lại anh đi. Hồi ấy mẹ em đuổi thì anh vẫn chịu được. Chứ em đuổi thì anh biết anh đã thua. Không đúng. Anh thắng. Ở lại đây với em. Anh khinh em có phải không? Cậu thuê ai xây dựng mô hình mới của dự án? Thưa thầy. Thế đúng là cậu ta. Cậu có biết bạn cậu đang nhầm lẫn và đơn độc nghiên cứu lý thuyết toán kỳ dị không? Em biết. Tôi muốn có bản thảo của cậu ta. Thắng như thế nào thì em và thầy đã quá thuộc. Em là một thương gia, nhưng em chưa bao giờ nghĩ là sẽ bán bạn. Cậu hơi nặng lời đấy.
Thắng cần công bố công trình toán. Sắp tới tôi sẽ dự một hội thảo quốc tế về toán ở Bỉ. Tôi muốn giúp cậu ta. Dù sao Thắng cũng là con liệt sĩ. Sao không gõ cửa? Dạ, xin lỗi anh. Thế tại sao con bé Huyền lại biết Thắng viết dự án? Không thể nào có chuyện đó được. Cậu kiểm tra lại đi. Chính con bé nói với tôi. Cậu không nên kéo con bé vào dự án. Nó còn trẻ và nông nổi. Cậu đưa tiền cho bên hành chính lộ liễu quá đấy. Dạ vâng. Xin. Thế à? Anh nhận. Mày còn nhớ giáo sư Bình, bố thằng Kiên khóa 23 không? Ông ấy. Tao nhớ thằng Kiên nói papa nó đang là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện gì cơ mà. Thì vẫn. Mổ người độ vài trăm, mổ gấu nhiều hơn. Trí thức bây giờ có giá lắm. Em gửi chị. Vâng. Tôi gửi tiền đây ạ. Em xin. Đấy, đúng 2cc. Đây ạ. Về ngâm với rượu à, 10cc của chú đây. Tiêm, uống hay ngâm thì tùy. Của cô đây ạ. À, cô xin. Gửi cháu này. Đây, cứ theo chỉ dẫn của tờ giấy này nhá. Ông xem đi. Đảm bảo chất lượng đấy. Vâng. Vâng. Đi nhá. Thứ này rất tốt cho tật đau lưng của ông nội mày. Vào ăn uống cái gì đã, rồi tao sẽ đưa mày tới nhà ông nội mày. Dạo này mày có vẻ hoang tay. Bữa trưa có chai rượu loại này là sinh hoạt hạng bét của những thằng có đầu như tao và mày. Cho bia nhá. Vâng. Nhanh thật. 10 năm trước tao với mày lơ ngơ làm tốt nghiệp. 2 thằng đầy ắp khát vọng. Thế rồi loay hoay vẫn là loay hoay. Quan hệ của mày với giáo sư Đào thế nào? Vẫn thế. Toán kỳ dị của mày và của ông ấy ai đúng? Trong khoa học không có đúng sai, chỉ có chân lý. Alo, Dương đây, chào chị. Giáo sư Đào đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tuyệt vời. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Cảm ơn chị. Làm thơ thì phải tránh voi. Bố mày và bố tao đều dạy như thế, Thắng ạ. Mày còn thiếu gì nữa đâu. Tao thiếu những thằng như mày. Cái công trình toán kỳ dị hay kinh dị của mày mà xong, đưa bọn đàn em tao nó lưu vào đĩa. Cũng được. Bà chủ bật hộ cái tivi. Hiện nay trên thị trường đang lưu thông một số loại bệnh sĩ bệt mang thương hiệu Monaco, do bên công ty xứ Thanh Trì thuê.
thuộc tổng công ty Vigracera sản xuất. Đây. Riêng sản phẩm sĩ bền. Ông nghĩ là chỉ có ai nhiều tuổi mới xem TV à? Tôi đang xem mình trả lời phỏng vấn. Ông đi ra đầu kia mà xem. Thôi. Sản xuất và thương mại Á Châu. Chị xin cậu. Phân phối trên thị trường. Cậu ngồi xuống. Theo chúng tôi, cả hai công ty xứ Thanh Trì. Để chị bảo cô bé ngoại quốc ngồi tiếp chuyện các cậu nhé. Mày có thích không? Tao đang thích rượu hơn thích người. Các sản phẩm bọn em đang thích tu. Đã sản xuất và tồn kho chỉ được phục vụ mục đích. Xin được hỏi nếu để xe ở ngoài cửa có sợ bị mất đèn nếu cốp xe không ạ? Tôi là Nguyễn Hoan, thạc sĩ nghiên cứu thơ ca hiện đại. Dạ. Nhà anh nên thơ quá, khung cảnh rất thi sĩ. Các thi sĩ đa phần đều ở chật, nhưng tấm lòng của họ thật mênh mông, không bến bờ. Rượu à? Các anh uống nhầm. Không sao. Nhưng có một điều chắc chắn là tất cả các nhà thơ đều thích rượu. Tôi chưa bao giờ làm thơ. Tôi không tin. Và tôi cũng chưa bao giờ nhặt được tiền. Tôi lại càng không tin. Là những người khoa học, ta nên đi thẳng vào chuyện. Vâng. Tôi rất bận. Vừa đi công tác về hôm nay mới tới được đây. Vâng. Tôi sẽ đăng tin lên truyền hình và báo chí. Lời cảm ơn của tôi cùng với Trung tâm Nghiên cứu Thơ ca Hiện đại. Rằng tôi đã nhận đủ số tiền mà anh đã nhặt được. Cảm ơn. Và thực tế tôi chỉ cần lấy 80% số tiền đó. Anh thấy thế nào? Tôi biết, anh vốn là giáo viên dạy toán. Ai bảo trong toán học không có chất thi ca? Cái gì? Anh không tin tôi à? Vâng, thưa ông thạc sĩ, tôi đang rất mệt. Làm ơn lúc khác đến được không? Tôi không hiểu. Cô ơi, hôm nọ có chú gì đến hỏi. Cái gì? Cô đã gặp chưa ạ? Làm cái gì thế? Nó giật ví của người ta rồi. Trông thế này mà. Cho làm gì hả cô? Đây ạ. Cảm ơn anh. Bố mẹ em nói anh ra đón hai cô cháu. Anh vẫn giả vờ không hiểu gì à? Anh xin lỗi em. Bữa cơm chiều nay bố mẹ em sẽ biết mọi chuyện. Anh cảm ơn em. Lại còn cảm ơn nữa. Nhớ gọi cho cô taxi. Vâng ạ. Anh Toàn rủ em đi chơi vào giờ học ngoại ngữ. Bây giờ đi ngồi ba nào? Ngồi ba mãi chán lắm. Đi nhảy đầm nhé. Còn sớm quá. Hay ta vào khách sạn ngủ vậy? Cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Bye bye thầy. Professor Hùng, em là thầy Hùng ốm. Ujubi Jero. Hôm nay tôi dạy thay. Jumak Ben Dương Thắng. Tên tôi là Dương Thắng. Thưa thầy, em đến muộn ạ. Parlez français s'il vous plaît. Làm ơn nói bằng tiếng Pháp. Excuse moi, je suis Saka. Jean-Pierre, asseyez-vous. Vâng, mời ngồi. Maintenant, nous commençons la leçon 24. Hôm nay chúng ta học bài 24.
Ta lại nhổ tô mai ra lớp đi à? Je vais là lý. Long tô mong. Suivez moi. Tôi đọc mẫu. Đã có. Hết giờ tôi cần gặp Huyền. Vâng. Một tô nón, nụ con mắc sóng, lá lơ sóng và anh cả. Tại sao Huyền lại đăng tin tôi nhặt được tiền? Bố, đây là... Bố biết ngày này, trời lạnh sao con không mặc thêm áo? Con không lạnh. Thầy Thắng, em muốn nói cái này. Huyền định nói gì? Thì nói đi. Thưa thầy, em... Thắng! Sao anh không ngồi im trong xe? Tao phải đi. Giáo sư Thắng, một chén, một bát, một đũa. Giờ chú bẩn rồi. Bàn chú Thắng, thêm chén, thêm bát, thêm đũa. Ngồi một mình. Tao sẽ tuyệt đối im lặng. Mày không đi, đừng hát nữa. Biết là dài. Mày uống ít thôi. Đường mà về nhà. Quyết định nghỉ hưu của anh đây. Tôi không cần tới hai bà. Anh còn đang giữ nhiều tài liệu quá đấy. Đây là hồ sơ cậu Thắng. Đưa hết cả đây cho tôi. Khoan đã, anh đưa tôi xin lại. Hôm nay tôi hẹn cậu ấy. Mời vào. Cậu ngồi xuống. Vâng. Cháu chào chú ạ. Chào cháu. Cậu có 6 lá đơn khiếu kiện, đặc biệt là đơn của thạc sĩ Nguyễn Hoan, Trung tâm Nghiên cứu Thơ ca Hiện đại, gửi tới tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật và báo chí về chuyện cậu nhặt được tiền của anh ta. Dạ, mời anh ở lại cùng họp. Cả chiều qua tôi đã nghe chị đủ rồi. Cậu ngồi dịch lại đây. Cậu phải hiểu rằng đây là sai lầm của ban giám hiệu.
của công đoàn và của cả phụ nữ về trường hợp cậu được đặc cách ở dãy nhà D6. Tôi phản đối. Thế hệ trẻ cần đứng trên vai tôi và chị. Cậu Thắng đang nghiên cứu toán. Tôi không đồng ý về việc thu hồi phòng ở của cậu ta. Ngày kia là ngày giỗ bố cháu và hai người bạn nữa của chú. Chú sẽ làm cơm cúng vào buổi trưa đấy. Vâng ạ. Đã có sách cho tôi chưa ạ? May quá. Còn mỗi hai cuốn. Tết nhất đến nơi rồi, anh đọc gì mà lắm thế? Xin lỗi. Xin lỗi. Anh biết tiếng Pháp? Vâng. Đoạn này tôi không hiểu. Nếu có thể phiền anh giúp. Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Sao Huyền lại vào được nhà? Em theo chỉ dẫn của thầy. Chìa khóa giấu ở chỗ cũ. Em không uống nước, em muốn uống rượu. Thật đấy. Có rượu ngon, có gái đẹp, nhặt được của rơi có khác, tiêu hoang quá. Anh là ai? Ngày 9 tháng 11, sau khi đi ăn cướp về, tôi có đánh rơi toàn bộ số tiền đó. Đến bức tường là hết, phòng tôi không có đằng sau đâu. Tiền để ở đâu? Trong nhà tôi, các tủ đều không có khóa. Đồn cướp! Vẫn còn rượu trong chai. Đập đi. Hả? Phí. Tôi đề nghị giữ trật tự. Tối nay chúng ta buộc phải tiếp nhà còn rượu không? Để tổ chức cán bộ. Hả? Chuyện gì đấy? Là chuyện gì thế cậu Thắng? Chúng tôi đang họp. Con bé này làm vỡ chai rượu. Này anh kia. Hả? Tên là gì? Đi theo anh ta. Thắng à, là phải lấy vợ đi thôi. À, đúng rồi. Em là con bé gốc nhất Hà Nội.
tha lỗi cho em. Xin lỗi. Em được báo là thầy ốm nặng. Em về. Hạnh. Hạnh. Chị ấy là ai? Anh kia, đứng đây làm gì? Tôi thả bật lửa xuống sông. Anh hút thuốc? Tôi không hút. Anh có bật lửa không? Anh đang làm thơ à? Không, tôi chưa bao giờ làm thơ. Nhìn anh hơi giống nghệ sĩ đấy, nhưng không có râu. Văn nghệ sĩ thường tóc dài để râu. Trông anh có vẻ mệt rồi đấy, anh nên về đi. Vâng. Người ta bảo nhiễu thì đừng có ra gió. Loại người gì thế? Ôi giời, mới biết. Xin mời, xin mời. Thằng chó này, này, tiền của tao đâu? Tiền của tao đâu? Chúng mày, có chuyện đấy. Mày đi tìm tao à? Hay để tao đưa mày về? Thôi không cần, tao phải lên lớp. Thắng, tao quên chưa kể với mày là tao với Huyền yêu nhau. Của mày đây.
Anh coi thường tôi quá. Ông rất khó tính và lọc lõi. Thông tin chị cung cấp chỉ thế thôi. Còn những quan hệ cá nhân, đấy không phải là việc của tôi. Chờ đã. Chị đưa ngay cái này cho ông ấy. Đây là công trình toán ông ta đang cần đấy. Dự án xử lý chất thải phố cổ của Hà Nội là ý tưởng đã được tôi ấp ủ trong nhiều năm. Nó đã được hiện thực hóa bằng sự đóng góp của nhiều nhà khoa học. Phần 3 và phần 4 của dự án đã đưa ra các giải pháp tối ưu về kinh tế, làm cho bản dự án có điểm mạnh là tiết kiệm tối đa những gì có thể tiết kiệm. Xin phép hỏi giáo sư câu hỏi cuối. Được biết giáo sư tuy làm quản lý nhưng vẫn tham gia nghiên cứu một công trình chuyên ngành. Xin giáo sư nói rõ về công trình đó. Như tôi đã nói, dự án xử lý chất thải chỉ là một ví dụ của khoa học ứng dụng. Còn công trình nghiên cứu của riêng tôi, lý thuyết toán kỳ dị tại các điểm kỳ dị hữu hạn, mới là một công trình cơ bản mà tôi đã gắn bó gần cả cuộc đời. Tôi sẽ công bố nó tại hội thảo toán quốc tế sắp diễn ra ở Bỉ. Xin chúc giáo sư thành công. Chào cô. Dạ vâng. Chào anh. Dạ vâng ạ. Chào giáo sư. Chào em. Con gái tôi tìm bố chắc có việc hệ trọng. Con lên phủ tìm mẹ. Không có mẹ ở đấy nên con đến đây. Hôm nay trông con có vẻ mệt. Bố nói, bố biết anh Thắng. Anh ấy là người thế nào ạ? Bố tưởng có chuyện gì, còn Thắng à? Đó là một trí thức có tài nhưng lưng khừng, không được tích sự gì. Nhưng trong bản dự án, anh ấy viết cho bố những phần quan trọng nhất. Về chuyện đó bố biết hơn con chứ. Con định đi đâu? Con đi xem bói. Con muốn biết mọi chuyện. Con lại hỏi chuyện tình duyên chứ gì? Tại sao con không hỏi bố? Con không tin bố nè. Con đang rơi vào trường sinh học của mẹ. Bố chỉ yêu có mình mẹ con, nên bố không bao giờ bị bối rối. Con đi đây. Bản dự án đã được duyệt rồi. Chúc mừng anh. Anh bắt em chờ lâu quá. Các máy tính hiện tại đều thù hồng lão. Dạ tên tôi phải quay lại đây. Chào bà. Chào ông. Cháu là em chị Thảo. Cô Huyền, cháu đi vắng từ sáng rồi ạ. Nói là con Chu Dương gọi điện. Vâng, cháu sẽ nói lại ạ.
gặp chuyên buồn, em đưa anh về nhé. Không, anh muốn uống nữa. Chào chị. Chào chị. Dương gọi điện khắp nơi tìm em. Anh ấy chỉ cần bạt dự án thôi. Tại sao em lại đăng tin thầy Thắng nhận được tiền? Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Bà đi đâu? Dạ bà đi chợ hoa. Thế còn ông? Ông ở trên gác. Huyền này, con có biết công trình toán này của ai không? Hình như của thầy Thắng á. Nó hoang tưởng, tâm thần, kiêu ngạo và rất lập dị. Con cũng biết bố có rất nhiều học sinh. Trong số đó Thắng chẳng là cái gì cả. Anh ta là đồ bỏ đi. Con lớn rồi, đừng bố phải nói nhiều. Nó chỉ giả vờ ngớ ngẩn. Vì số người lấy nhau nhiều hơn số người bỏ nhau, phải không? Cảm ơn. Đúng thế này. Chả đúng thế à? Em tại thầy à? Thầy đầu đấy. Thầy ơi, hôm nay lớp em lại liên hoan, chúng em trân trọng chỉ mời riêng thầy thôi. Mời mình thầy ạ. Tôi không dám nhận lời. Tết nhất đến nơi rồi. Không thể đâu. Thầy, thầy đừng bắt em phải nằm ra sân trường lần nữa. Cậu Thắng, cậu bàn giao lại chìa khóa phòng ở của cậu cho tôi. Chìa khóa em vẫn để ở gốc cây trước nhà. Cậu ký nốt vào đây. Biên bản này rất quan trọng, thầy đừng ký. Thầy ký vào biên bản này, thầy mất dạy luôn đấy. Thầy ký ra đây mà. Huyền đến nhà em tìm anh. Cô cháu vừa đi xong rồi ạ. Cô cháu đi lâu rồi ạ, có chú Thắng tìm cô cháu.
Em tìm anh vì muốn đưa cho anh cái ví người ta đánh rơi. Thế nó có thật à? Vâng, chính em nhặt được. Em đưa anh để anh trả lại cho những người anh cần phải.